Xin chào các bác anh em. Video này em gửi đến các bác anh em một cặp loa EP có mã model là 201. Một cặp loa này thì nó sử dụng là 4 loa trên một thân thùng nha các bác anh em. Hai cái bát 20. Vâng, bát 20 màng giấy, gân là gân cao su và có hai cái chép. Trên một thùng loa. Và từ của nó là từ vuông, từ bánh chưng nha các bác anh em. Từ rất là khủng, gần bằng mặt luôn. Và cặp loa này thì nó có tổng thể chiều cao là 73 và ngang của nó là 47 và hậu sâu là 29 nha các bác anh em. Và đặc biệt hơn là phần e-căng của nó lại căng gấp. E-căng gấp khúc như các bác anh em nhìn rất là độc dị. Và điểm đặc biệt hơn ở trên một cặp loa này là nó có thể đánh được từ 4 đến 16 ôm tùy chỉnh. Ở đằng sau nó có một cần gạt nha các bác anh em. Đằng sau nó có một cần gạt có thể gạt để phù hợp với âm ly của các bác anh em. Có thể gạt 4 ôm, 6 ôm, 4 ôm, 8 ôm, 16 ôm nha các bác anh em. Và đằng sau nó có một cell tinh chỉnh cho giải chép nha các bác anh em. Vâng, cặp loa rất độc dị. Và bây giờ thì mời các bác anh em đeo tai nghe để thưởng thức chất âm của cặp loa EP đến từ thương hiệu của Mỹ mang lại. Vâng, các bác anh em nào muốn sở hữu cặp loa hiếm này rất là độc dị thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở trên bài đăng. Giá của cặp loa này là 16.500.000 đồng cho một cặp loa độc dị đến từ thương hiệu của Mỹ. Và các bác anh em xem video mà thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của bên em đăng lên. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi. Xin chào và chào tạm biệt.